Trứng gì vậy con? Dạ trứng gì bắt thảo gì vậy, con mua cho con với mẹ. Mẹ con mua cho con mới sinh mẹ. Rồi mình có cần phải luộc về lại không? Chừng nào cái trứng đen kìa mới luộc. Đâu con đập ra con ăn cho chú coi thử coi cái trứng bắp thảo sao, từ đó giờ chú cũng ít ăn cho nên là chú không có biết lắm nè. Chú thường chỉ ăn trứng giữa nè, rồi trứng tươi thôi chứ trứng cái này ăn có nghe mùi, nghe mùi thuốc bắc không con? Không. Sao có chữ bắc thảo trong đó? Không biết. Chắc không nghe để nghe mùi thuốc bắc. Không có đâu. Mình phải rửa lại à, chắc là một cái người ta tẩm một cái chất gì đó đúng không? Chấu hả? Dạ. Rồi mình phải rửa lại hả con? Đâu vô đập cho chú coi kìa. Ở trong nó làm sao? Nó đen. Ủa sao nó nước, có nước cái gì vậy? Nó bị bắt mưa. Bữa em ra phân nắng rồi mà cái sao chú nghe thơm mùi cà phê quá vậy? Đó nè. Trời ơi, chị bưng nguyên ca cà phê ra em tưởng đâu mấy nỉ nó đập cái trứng vịt mà nghe mùi cà phê chứ. Nó đen giống cũng giống cà phê đó con. Xong rồi con đừng có lột ra, con lấy cái muỗng kìa, con múc kìa, muỗng bên kia kìa, nhỏ kìa. Chứ con lột ra nó chảy ra hết. Chị ba đem ra phơi á. Tính là ăn vô mà cái tự nhiên quên mất tiêu luôn. Ừ. Đây, mời cô chú anh chị ăn cùng bữa này nha. Nè. Con ăn đi. Sao? Cái mùi vị đó làm sao con? Chua cay mặn ngọt vô. Nó khai. Ủa nó khai hả chị? Trứng bắc thảo nó khai hả? Ờ đúng rồi. Sao khai ta? Nè, chú ăn. Nó khai là mình ốp nó tới rồi đó. Còn nó không tới là nó ăn tăng tăng. Nó không tới là nó ăn nó tăng tăng. Còn hả nó tới rồi ăn nó khai. Ừ. Dạ con mới biết. Mới biết á hả? Con ăn trứng này nhiều lần chưa? Con ăn được có 3 trứng này. 3 trứng này hả? Tao quay xích qua đây coi. Để con quay gì nó bị chói cái nắng nè. Chu choa. Ủa cái đó là cái chồng vàng hả con? Dạ. Nhìn nó giống màu cà phê sữa quá. Nó không phải cà phê sữa. Nó là cà phê đen của ngoại con. Chị trứng bắc thảo còn cà phê đen trong đó. Thật sự chú giỡn với con à, cho con vui thôi. Chứ trứng này chú có biết nhưng mà chú cũng ít ăn. Thì nãy giờ chú cũng ghẹo con cho con vui thôi. Hôm bữa giờ con có ra ngoài kia không nè? Dạ bình ạ. Ngoài đó đó con có quét mồ giống như lúc trước không? Không, con đâu có đi ra ngoài đâu. Là hết dám đi rồi hả? Dạ. Uống tiêu hả? Mẹ để vậy sao con múc được, mẹ chắc cho chắc lên cái trứng luôn. Ngày hôm nay chị chưa đi làm lại hả chị? Mới vừa về đó, là cưng qua đó. À. Ăn sao? Chấm vô. Chấm ừ. Chấm vô có ngon. Hôm nay qua thăm bé nị cho nó coi thử coi nó lạc quan hơn chưa, để cô chú anh chị cũng lo lắng về bé nị đó. Con hứa với người, cộng đồng mạng cô chú anh chị sao là con phải hứa như vậy nha, phải giữ lời nha con. Nhớ là phải đi theo bà ngoại, đừng có để ngoại đi khuya nha. Hôm qua nói thiệt cho chú nghe coi, hôm qua là lùm mấy tiếng? Dạ 12 giờ con đi về mất tiêu rồi. 12 giờ đúng luôn. Mấy giờ đi? Dạ 9 rưỡi con đi. Con đi tới ngay chỗ đó 12 giờ đúng con đi về. Ừ. Vậy là cũng gần hơn tí đúng không? Dạ. Đúng rồi, về phải sớm. Về con nghỉ ngơi nữa. Kiểu như em từng nghe bé chia sẻ là gặp những thanh niên ấy á. Cho nên là thì hồi hôm nè có đi ra rước nó về thì cũng có gặp hai người nó không được bình thường. Gì gặp hả? À, không được bình thường. Ghê vậy, sao nữa? Ừ, nó núp trong bù lùm á, tự động nó múa, tự động nó cà đã, nó giật đã rồi cái nó ngồi vậy, nó đi vậy đó. Trời ơi, gặp những cảnh như vậy chắc té xỉu luôn á nị.
Để chú biểu coi, mẹ con nói gặp hoài. Nó mà lên cơn là bắt đầu bắt chắc luôn. Nhiều lúc mà nó tự do tự động nó lột quần lột áo nó đi vòng vòng vậy, mà chút nữa nó tỉnh là nó đi kiếm đồ khác nó bận vô. Là hồi tối chị gặp luôn? Gặp luôn ngay đường cống nước mình á. Là đi rước bé này về gặp? Đi rước á. Trời, đang trên đường đi á là gặp rồi. Thấy chưa Thị? Không có đi khuya nha. Trời, cái đó nhằn nhò gì. Tối đi con với ngoại con còn thấy ngồi nó hút xì ke. Gì ghê vậy? Trời, không tin hỏi ngoại con đi. Sao nữa con? Nó cầm cái miếng giấy mà con không biết trong đó là cái gì, nó trắng trắng. Nó dạng bột. Trời, xong rồi cái nó lụm dây chai, nó cũng đi lụm dây chai á, xong rồi nó chạy xe đạp, nó đi lụm dây chai. Xong con với ngoại con đi tới đó đó. Xong rồi con thấy nó ngồi á, con đi lên kia kìa, tại con hay lên đó con lụm mấy bao sắt á. Nó cầm miếng giấy xong nó để trên đây nè. Xong nó hít vậy. Nó rồi xong mới về. Con đi chạy xuống nó ngoại và nó thôi đi. Rồi con đi mẹ đi về luôn. Gặp mấy người? Tầm một. Con sợ lúc đó con có sợ không? Con sợ con mới chạy xuống vậy. Là lúc đó là tầm mấy giờ con? Nãy con chạy trước 12 giờ con đi về rồi đó. À là gặp là đi về luôn hả? Dạ. Là con cái đó là lần đầu tiên con gặp là cái người đó hít xì ke hả? Dạ, nhưng mà con không biết cái đó là phải xì ke không, mà nó dạng bột mà nó để. Có nghĩa là nó hít xong rồi cái nó phê cái bật ngửa phải không? Con không biết nó hít cái gì. Tại sao nó cứ vậy? Xong rồi cái con chạy xuống nó hoài. Thì đúng rồi, chỉ còn gì nữa. Thấy không, con đi khuya là nguy hiểm lắm á. Dạ. Chú không tin chú lại, chú hỏi vợ con hay vợ con già con kể vợ con còn đứng cười kìa. Gặp thiệt không ngoại? Thiệt hả? À, sao vậy ngoại kể cho con. Nghĩ kể đó. Là anh Nị kể là đúng sự thật 100% luôn hả? Mày kể là sự thật đúng 100% luôn. Đó, thấy chưa? Như vậy là cần phải đi về sớm nha. Không có đi khuya nha ngoại. Ví dụ đó, nó hít vậy rồi nhiều lúc nó phê đá đó, rồi nó đâu có kiềm chế được cái cảm xúc đâu, lúc đó nó làm gì nó cũng đâu có biết được. Nó hại mình nó cũng đâu có biết được nó lan làm gì đâu. Mà cái gì tạo cái này giọt về. Thấy là chạy về luôn. Có sợ không? Không, ngoại không sợ mới sợ. Con đây con hù ngoại chút xíu đó là ngoại đó sợ rồi. Ủa, thấy cái này cái đi về mà đâu có đâu sợ. Thấy rồi đi về liền mà kêu không sợ. Để ngoại con thấy xong rồi đi về liền mà kêu không sợ con.